Ngày 22 tháng 12, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định xác nhận, trên địa bàn thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm, chồng cầm dao cắt cổ vợ. Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 12. Thời điểm trên, người chồng là Lư Văn Dững, sinh năm 1980, quê tỉnh An Giang, đi uống rượu đến 1 giờ sáng mới về nhà. Lúc này, bị vợ là chị Nguyễn Thị Đê, sinh năm 1986, quê huyện Xuân Trường, căng nhằn nên hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Bất ngờ, người chồng dùng dao cắt cổ vợ dẫn đến tử vong. Xuống tay giết vợ xong, người chồng đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Xuân Trường và công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo người dân địa phương, hai người kết hôn chưa lâu mới có một con chung. Trước khi lấy người chồng miền Tây, chị Đê đã có một đời chồng và có hai con riêng.